Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về một chủ đề, đó là sử dụng Microsoft Project để lập tiến độ dự án trong phần xây dựng. Thì cái này mình đã chuẩn bị khá là lâu rồi, thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn. Đấy. Đây. Thì chúng ta có một cái tiến độ mẫu nè các bạn. Đây. Tiến độ công trình siêu thị Cấp Bắc Bình Dương đó. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà làm giống như vậy nè, làm sao có được những cái này và những cái bên đây, không bên trái bên phải, làm sao có được. Thì mình nghĩ tổng lượng thời gian của cái chương trình này mà mình hướng dẫn các bạn này chỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ trở lại thôi, chia nhiều bài rồi. Thì cái nội dung sẽ là như thế này các bạn. Đây, bây giờ chúng ta sẽ xem nội dung mà mình chia sẻ với các bạn. Thì đầu tiên là lập đầu mục công việc, không? Những cái này nè, những cái này nè, rồi đầu mục công việc. Đầu tiên chúng ta phải lập. Thì làm sao để lập được tiến độ thì như thế này. Đầu tiên đó là chúng ta phải lập được đầu mục các công việc, đúng không? Sau đó thì gán các mối quan hệ, rồi sau đó là tìm đường găng, và cuối cùng là hiệu chỉnh view, đúng không? Hiệu chỉnh view có nghĩa là hiệu chỉnh những cái cách nhìn nè, không? Những cái format kìa. Đó, cái này màu gì, đúng không? Chữ này lớn nhỏ, bé lớn, và chữ nói chung là hiệu chỉnh cách nhìn thôi. Rồi. Rồi thì bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ đi đến phần đầu tiên, đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà thiết lập ngày làm việc cho công trình. Đây. Cho nó cái màu khác là đẹp đúng không? Thiết lập ngày làm việc cho công trình. Rồi thì đầu tiên mình có tạo một, đây các bạn, mình có tạo một cái mẫu rồi nè. Cái mẫu này tạo thế nào thì hồi chúng ta tạo sau ha, chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Thì bây giờ để thiết lập cái ngày làm việc cho công trình thì chúng ta vào phần project, phần change working time. Đấy. Đây các bạn, thì thường ở Việt Nam thì chúng ta sẽ làm từ thứ hai đến chủ nhật luôn, đúng không? Làm như là làm xuyên suốt luôn. Thì thiết lập ngày làm việc cho dự án nghĩa là sao? Nghĩa là mình thiết lập cái ngày nào làm việc, ngày nào nghỉ, đúng không? Đó. Thì thiết lập ngày nào làm việc, ngày nào nghỉ, gọi là thiết lập cái thời gian làm việc của dự án. Thì thường ở Việt Nam thì các bạn biết rồi, chúng ta sẽ làm xuyên suốt luôn. Làm gọi là ngày nào cũng làm hết, không có ngày nghỉ. Ví dụ mà cái ngày mà có thể nghỉ được gọi là 30 tháng 4 hoặc tháng 5 mà, đúng không? Đấy. Những ngày lễ có thể là được nghỉ rồi, không lễ lớn là được nghỉ, một tháng năm phải được nghỉ rồi, đúng không? Nhiều khi giỗ tổ Hùng Vương 10 tháng 3 cho chắc được nghỉ nữa đó. Ngày phụ nữ 8 tháng 3 đâu được nghỉ đâu, nó là ngày lễ, đúng không? Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái này là cái gì. Đầu tiên nè, for calendar là gì? For calendar là cho lịch đó. Có nghĩa là bây giờ chúng ta 1, 2, 3, 4, 5, 6 không, hiện nay chúng ta có 6 loại lịch. Thì cái loại lịch standard là loại lịch có sẵn trong máy. Rồi các loại lịch kia đó các bạn, các loại lịch kia thì nó sẽ do chúng ta thiết lập ra. Rồi bây giờ chúng ta qua phần standard thử xem. Các bạn nhìn này nha, đây phần chú thích nè, working màu trắng nè, working màu trắng có nghĩa là cái ngày nào làm việc á thì nó sẽ hiện thị ở đây màu trắng, nghĩa là ngày nào làm việc nè, đúng không? Những ngày màu trắng nè là ngày làm việc. Nên working có nghĩa là những ngày không làm việc là cái màu này, nghĩa là màu này các bạn. 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 nè, nghĩa là cái này là làm
M là Monday nè, cuối cùng mà tới Friday thứ sáu nè, thứ hai Monday, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu nè, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Cái này là Saturday nè bạn, thứ bảy nè, ngày chủ nhật nè, đúng không? Làm việc mà sender mặc định trong máy thì nó sẽ nghỉ ngày thứ bảy và ngày chủ nhật, nghĩa là hai ngày này không nên working, không làm việc nè, thì nó tô này. Còn cái này là cái gì? Edited working hour là cái gì? Nghĩa là những cái ngày mà nó làm việc mà trái giờ, thí dụ ngày này đi, ngày 15 nè, thì giờ làm việc cho ngày working time for 15 May 2018, nghĩa là ngày làm việc cho cái giờ làm việc cho ngày 15 tháng 3 năm 2018, làm từ 8 giờ tới 12 giờ rồi chiều làm từ 1 giờ đến 5 giờ, đúng không? Đó. Ví dụ có một ngày chúng ta cái ngày đó thì đặc biệt là chúng ta làm việc từ 8 giờ tới 12 giờ thôi, nghĩa là buổi sáng thôi, đúng không? Buổi chiều nghỉ. Đó, thì là đó là cái loại ngày thế này. Ngày là edited working hour nè. Rồi thì tiếp tục tới cái ngày gọi là exception day là gì, là ngày loại trừ, đúng không? Exception, ngoại lệ, đúng không? Cái ngày ngoại lệ, cái ngày ngoại lệ nghĩa là cái ngày mà có thể là làm việc kiểu như kiểu giống trên ngày đây các bạn, nó giống nhau thôi không khác nhau thế nào. Rồi còn cái hạn cuối này thì mình nghĩ nó có ý nghĩa đâu, đây chỗ hạn cuối nè. Rồi thì bây giờ mình sẽ thiết lập thử cho các bạn một cái lịch mới đó, thì mình bấm vô đây nè. Rồi lịch làm việc thì bấm chữ trên này các bạn, create new page này, new page calendar này. Rồi còn ở dưới là bạn copy của một cái tender, tender là lịch có sẵn nè, copy không cần đâu, nghĩa là mình sẽ tạo một lịch mới do mình tự tạo luôn. Ok, lịch mới này bạn thấy không, nghỉ ngày thứ bảy và chủ nhật nè, thì mình không muốn nghỉ, thì các bạn thấy ở đây là cái ngày đặc biệt nè, ngày ngoại lệ nè, đây là cái tuần làm việc. Thì bây giờ chúng ta tịch chỉnh đó. Ở Việt Nam thì nó làm việc tất cả các ngày, chỉ là nghỉ một số ngày lễ thôi. Như vậy chúng ta đầu tiên ta chỉnh đó, là làm việc tất cả các ngày trước. Bấm vô đây, bấm vô đây. Từ thứ hai tới chủ nhật nè, từ thứ hai nhật bấm ship, ship xong bấm vô sinh đây, nó sẽ chọn hết, đúng không? Rồi thế này có ba lựa chọn, lựa chọn ở giữa là định những cái ngày này là ngày nghỉ, nghĩa là định tất cả nghỉ hết nhưng không có rồi, đúng không? Đầu tiên là sử dụng dự án thời gian mặc định cho dự án, thì chúng ta muốn chỉnh giờ cho cái này ta bấm cái hàng cuối cho bạn, nghĩa là những cái ngày này là tất cả ngày trong tuần luôn, làm từ thứ hai đến ôi gì, làm từ 8 giờ đến 12 giờ, chiều 1 giờ 5 giờ, ok. Rồi bạn thấy không, tất cả khung này nó ra màu trắng hết à, có nghĩa là tất cả các ngày đều làm việc rồi chưa. Thì bạn nhìn xem là cái dự án của mình á, thì nó bắt đầu từ công trình của mình bắt đầu từ ngày 28 tháng 4 năm 2018 tới ngày 30 tháng 5 năm 2018 là kết thúc. Mình ví dụ mình có một cái ngày là ngày nghỉ là ngày 15 tháng 5 đi. Đây này các bạn, bấm vào đây. Bấm vào đây ngày nghỉ. Ngày nghỉ 15 tháng 5. Rồi. Bấm vào đây. Thì thấy tự nhảy không? Nó tự nhảy nè, tại vì nãy mình bấm, bạn bấm chuột vô cái ô đen đen này đúng không? Thì nó tự nhảy ra. Còn nếu mà bạn muốn hiệu chỉnh thì hiệu chỉnh như thế này. Đó. Đúng không? Nó tự nhảy vào ngày 3 đúng không? Thì mình muốn ngày 15 là nghỉ hết. Rồi. 15 tới ngày 15 thôi. Rồi, chỉnh vô. Bấm vô detail. Thì đây là
9 giờ của cái ngày 15 thôi, đúng không? Nghĩa là bây giờ bạn muốn ngày 15 á, làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ hoặc là nghỉ luôn hay sao? Thì bây giờ mình chọn ngày 15 là nghỉ luôn, nên working time nè, nên working nè, cho nghỉ luôn, không lại ai làm hết. Bây giờ mình làm một cái ngày đó là làm nửa ngày, đúng không? Rồi bây giờ mình chọn ngày 22 các bạn. Ngày 20 đi. Đó ngày 20 nè. Chắc lẽ ngày 20 là chủ nhật được nghỉ đúng không? Thì mình đặc biệt cái ngày 20 tháng 5 thì làm nửa ngày. Rồi bấm vô detail. Bấm vô đây. Thì làm nửa ngày thì bấm ở dưới bỏ đi. Đúng không? Rồi. Còn ở dưới đây là cái gì? Nghĩa là cái khoảng cách lặp lại, cái ngày lặp lại. Cứ nghĩa là đây là có lặp lại theo tuần ngày nè, theo tuần, theo tháng, theo năm, đúng không? Ví dụ ngày 20 tháng 5 năm 2018 á, mà bạn lặp lại theo ngày thì không có nghĩa trong hợp này, theo tuần các bạn. Theo tuần thì cái số lặp lại là 1, 2, 4, 5, đúng không? Nghĩa là ví dụ ngày 20 nghỉ nè, ngày 27 nghỉ không? Nghĩa là tuần tiếp theo đó, tiếp theo nè, có nghỉ không? Nếu có nghỉ thì bấm vô. Ở đây thì nó nói chứ ngày sinh đi rồi. Nhầm rồi các bạn, xem lại xíu. Ở này bỏ qua đi. Thì nói chung là những cái này á, đúng tâm thông số này chia cho mệt quá. Thì ngày 20 làm nửa ngày thôi. Rồi bạn thấy không? Cái màu này nè, nó giống màu này, có nghĩa là cái ngày biệt lệ nè. Thì ngày này nè, nghỉ hết, đúng không? Rồi. Làm nửa ngày nè. Ngày này là làm từ 8 giờ 12 này là nửa ngày đúng không? Làm nửa ngày sáng. Bây giờ mình muốn là làm nửa ngày mà chiều. Đó. Bây giờ mình chuyển qua nửa ngày chiều là ngày 24. Ví dụ ngày 24 thì làm nửa ngày buổi chiều thôi. Làm buổi sáng bỏ đi. Nó làm buổi chiều thôi. Không thấy không? Rồi nó cũng ra cái màu xanh nè, màu xanh được dưới nè, nghĩa là ngày biệt lệ đó, ngày đặc biệt đó. Thì bạn xem nè, đó cái ngày 24 thì làm từ 1 giờ 5 giờ thôi, buổi sáng nghỉ hay là buổi chiều buổi sáng nghỉ buổi chiều làm, thì buổi sáng đi làm chơi đi đâu đó ai biết được đó. Thì như vậy mình vừa thiết lập cho các bạn một cái lịch làm việc tất cả các ngày đều làm trừ cái ngày 15 là nghỉ, đúng không? Ngày 20 thì làm buổi sáng, ngày 24 thì làm buổi chiều. Đó. Thì mình nghĩ đây là trường hợp tạo quá nhất rồi, không có trường hợp khác nữa đâu. Đó, cuối cùng mình ok. Đó, thì sau khi ok xong thì cái chỗ này nó vẫn chưa có áp dụng được, do mình bấm play các bạn. Reset information thì bấm vô cái lịch lịch mà áp dụng. Reset information có nghĩa là cái thông số của cái dự án này, thì cái công ty công trình này thì nó đang sử dụng lịch calendar 1 đó. Mình bấm là lịch làm việc đó, lịch mình mới thành lập nè, ok đó thì nó mới nhảy, thấy không? Rồi thì mình vừa giới thiệu các bạn đó là thiết lập ngày làm việc công trình. Thì tiếp theo đó, chúng ta sẽ bàn về cái vấn đề đây, manual schedule và auto schedule ở lý tiếp theo nha các bạn.